chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Kính mời ông Vũ Khắc Lịch, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng ban tổ chức sẽ lên phát biểu khai mạc chương trình. Chào đón năm mới 2019. Hôm nay, Sở Văn hóa, các vũ công của các câu lạc bộ, kính thưa các vị đại biểu khách quý, học tập kinh nghiệm, đặc biệt động viên thúc đẩy phong trào tập năm mới đó. Thay mặt ban tổ chức, tôi mong các ban giám khảo làm việc công minh, khách quan. Với ý nghĩa đó, tôi xin tuyên bố khai mạc giải các câu bộ dân vũ tỉnh Hải Dương. Tìm ra những tiết mục hay nhất để ban tổ chức trao giải vào phần cuối chương trình. Kính thưa quý vị, và bây giờ chương trình của chúng ta sẽ được bắt đầu. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với phần tham gia biểu diễn tiết mục hãy để. Okay.